Vào chiều ngày 13 tháng 9 vừa qua thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự thảo định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2017. Theo phương án được Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra thì tỷ lệ chi thường xuyên năm 2017 sẽ ở mức là 63,9% tổng chi ngân sách và thấp hơn so với năm 2016. Theo phương án được đưa ra thảo luận của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, năm 2017, tỷ lệ chi đầu tư phát triển sẽ là ở mức 24,7% tổng chi ngân sách, tăng so với năm 2016 và tỷ lệ chi thường xuyên về mức 63,9%, thấp hơn so với năm 2016. Đây là căn cứ quan trọng trong việc phân bổ ngân sách nhà nước cho năm tiếp theo trong cả lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, hành chính, v.v. 100% ủy viên thường vụ quốc hội đã đồng ý thông qua dự thảo này. Đồng thời, tại buổi thảo luận, Bộ Tài chính cũng cho biết đã hoàn tất đề tái cơ cấu ngân sách nhà nước, đề án đảm bảo an toàn nợ công và kế hoạch tài chính 5 năm. Theo đó, khi áp dụng dự kiến đến năm 2020, chi thường xuyên sẽ tiếp tục giảm xuống mức 60-62%, tổng chi ngân sách nhà nước theo luật mới. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến thời điểm giữa tháng 6 năm 2016, tỷ lệ chi thường xuyên đã lên đến mức 72% tổng chi ngân sách nhà nước. Trong khi đó, chi cho đầu tư phát triển mới chỉ bằng 15% tổng chi ngân sách, còn chi cho trả nợ và viện trợ chiếm 13% tổng chi ngân sách. Giới chuyên gia cảnh báo cơ cấu chi tiêu ngân sách như vậy là rất đáng lo ngại, bởi chi cho đầu tư phát triển đang quá thu hẹp. Năm 2015, chi cho đầu tư phát triển được báo cáo dự toán cũng chỉ có 17%, chi thường xuyên đến 67,7%.